Chiều qua tại Trung tâm Văn hóa Thông tin số 22 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tổ chức ra mắt ứng dụng Ẩm thực Hoàn Kiếm. Đây là ứng dụng có trên hệ điều hành iOS và Android để giúp khách du lịch có thể khám phá, thưởng thức những nét ẩm thực đặc sắc nhất trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Thực hiện chủ trương phát triển các nhóm ngành thương mại du lịch, đề án về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đề án về phát triển, quảng bá di sản văn hóa ẩm thực quận Hoàn Kiếm phục vụ phát triển du lịch. App Ẩm thực Hoàn Kiếm thì còn cung cấp danh bạ chi tiết về các nhà hàng, quán ăn với thông tin hình ảnh và review chi tiết, giúp du khách dễ dàng tìm kiếm, lựa chọn món ăn yêu thích. App được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ dàng thao tác, ngay cả với những người không quen thuộc với công nghệ. Với việc là đơn vị đầu tiên của Hà Nội xây dựng một ứng dụng chuyên biệt để quảng bá, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm kỳ vọng ứng dụng Ẩm thực Hoàn Kiếm sẽ giúp du khách trải nghiệm, khám phá, tìm kiếm, đặt món và thưởng thức một cách thuận tiện nhất, qua đó thúc đẩy du lịch nói riêng, công nghiệp văn hóa trên địa bàn nói chung.